Nam mô Tát sa pha ga va tu ra ha tu sa ma sa bo ta sa nam mô ta sa nam mô ta sa pha ga va tu Mời ngồi. Hôm nay đi nghỉ lễ chưa về. Bây giờ hỏi chứ, có câu hỏi chứ? Dạ, cho con xin trình pháp ạ. Dạ. Dạ, con kính bạch thầy và con kính bạch quý sư và tất cả các quý vị Phật tử ở đây. Dạ, tuần trước con có nghe thầy nói về cái tâm từ á, là con cũng có trải qua, là cái cuối năm ngoái lúc mà mới mở giãn cách á, là gia đình nhà con là có một gọi là sự cố, là chồng con á là muốn đầu tư làm ăn mà con không đồng ý á, là con nói với chồng con á là từ từ, tại vì mới dịch xong thì ai cũng khó khăn thì từ từ cũng được. Mà lúc đó chồng con rất là nóng giận, sân lắm, là chồng con đập hết đồ rồi tủ rồi quần áo đồ tivi cũ rồi đập hết. Xong rồi lúc đó con mới nghĩ tới thầy là gửi tâm từ cho chồng con với. Xong rồi chồng con mới cầm cái ghế đi xuống dưới đập, nói để đập cái tivi dưới nhà và cái tủ lạnh, mà sao mà ảnh không đập, ảnh đi lên. Xong ảnh hỏi con là có đồng ý cho ảnh làm không, cái con cũng nói không. Cái con cái ảnh cũng rất là sân, và cái con nói là bây giờ con đã không đồng ý rồi, mà con nói bây giờ con cho anh cơ hội là viết hai cái lá thư là cái đồng ý và không đồng ý, mà con bóp nhầm cái thư cũng không đồng ý luôn. Xong là ảnh cũng ảnh nói không, quyết định nó không có bóc thăm gì hết. Rồi cái ảnh cũng rất là giận, xong ảnh nói là không đồng ý cho anh đi làm á, thì ảnh mở tủ anh lấy đồ, lấy vàng, lấy giấy tờ rồi đi hết, ảnh phá, không cho anh làm thì ảnh phá. Xong rồi cái con lúc đó con ngồi, cái con lúc đó là con ngồi, cái con thấy mình giống là rất là vững, mà có tim nó con thì đập rất là nhanh. Xong cái anh gom hết đồ, anh hỏi con lần cuối là có đồng ý làm không, mà anh gọi cho mẹ con luôn. Rồi cái mẹ con rất là sợ cho con, khóc hết sưng hết mắt luôn, mà con cũng thấy bình thường. Xong rồi con ảnh cầm xong ảnh đi xuống, ảnh không đi, xong tự nhiên quay trở lên ảnh nói với con là cho đồng ý anh làm một ít số vốn thôi là ảnh cũng chịu, đúng không? Mà tự nhiên con thấy lúc đó rất là căng thẳng, mà sao chồng con lại đi lên lại không có, lúc mà đi lên là ảnh nói chuyện rất là, con thấy là thay đổi 180 độ, đang sân giận dữ lắm luôn, mà sao con cứ nghĩ tới thầy là giải tâm từ cho chồng con á, mà con thấy rất là, con thấy là màu nhiệm, mà con cũng không biết dùng từ gì để diễn tả. Và con cũng thực hành theo lời của thầy á, thì con chỉ trình lên như thầy thôi, chứ con cũng chưa biết nói như thế nào. Dạ. Con cũng, và cái vừa rồi, tháng 7 vừa rồi thì con cũng được sự trợ duyên của chồng con, thì con cũng được tham dự khóa xuất gia diêu duyên ở chùa Hiền Không á. Thì con thấy cái sự việc và cái pháp vận hành á, con cũng rất là tin vào sự vận hành của pháp, và con thấy rất là vi diệu mà màu nhiệm đối với con. Và con chỉ xin trình lên thầy như vậy thôi ạ. Con cũng xin tất cả mọi đi Phật. Sa tu lên thầy. Rồi, có ai hỏi hay là trình pháp gì nữa không? Dạ, con hỏi ạ. Dạ, kính thưa thầy, làm sao vượt qua cảm giác bất an trong cuộc sống? Con cũng không biết con bất an về điều gì ạ. Chứ bất không biết khi mà mình bất an mà không biết bất an điều gì đó, thì cái bất an đó là nó từ cái trong tiềm thức đó, nó khởi lên. Cái đó là trong phần tâm học người ta gọi đó là cái những cái khuynh hướng xung động. Khuynh hướng xung động này đó là do những cái mình huân tập từ bên ngoài vào,
lưu vào bên trong cái tiềm thức của mình đó. Bây giờ mình ngồi tự nhiên bất an chứ không biết cái gì, nhưng mà thật ra cái bất an đó nó xuất phát từ bên trong á, nó thúc đẩy ra, cho nên người ta gọi là xung động. Thì thì bây giờ mình cũng cần phải tìm nguyên nhân hay là mình cũng không cần gì cả, nhưng mà chỉ cần là biết rõ cái lúc đó cái trạng thái bất an nó như thế nào thôi. Mình chỉ có lắng nghe, cảm nhận cái bất an đó một cách trọn vẹn thế thôi. Thì như vậy đó, thì theo phân tâm học đó, thì người ta nói như vậy, tức là hữu thức hóa vô thức, tức là cái bất an đó nó xuất phát từ vô thức, nhưng mà bây giờ mình lại rõ biết nó, cho nên mình hữu thức hóa nó đi, tức là mình đã giải tỏa được cho nó. Thì mình giải tỏa được cho nó như vậy là thì mới được. Còn nếu mà mình lúc đó bất an rồi mình còn suy nghĩ không biết sao thế này thế kia gì đó thì nó lại càng bất an thêm. Nên bất an là chỉ cần là tròn vẹn cảm nhận cái bất an đó thôi là được. Kính bạch thầy, con có nghe câu ghét người khác là uống thuốc độc nhưng lại muốn người khác chết. Con thấy đúng và rất muốn học hỏi. Tuy nhiên khi con cố gắng bỏ đi việc ghét người khác thì người ta lại tiếp tục làm những việc khiến con thấy đáng ghét. Vậy thưa thầy, con có cách nào giải quyết được không ạ? Thật ra đó, khi mà người ta làm cái việc gì đó mà mình không vừa ý á, mà bây giờ mình cố gắng tu tập rồi nhưng mà họ vẫn làm, và bây giờ mình vẫn thực ra là đến khi họ làm mình vẫn chưa vừa ý như vậy á, chứng tỏ rằng là cái mà chưa đạt được cái mà không đồng tâm trước cái sai lầm của người khác. Người ta có nói cái câu là đừng có lấy cái sai lầm của người khác để hành hạ chính mình. Nhiều khi mình bất mãn là bởi vì cái người đó làm không đúng như ý mình, nhưng mà bây giờ làm đúng hay không đúng theo ý mình thì cái quan trọng là tâm mình có thật sự an hay không. Cái tâm an á là nó do hai yếu tố. Một á là thấy rõ vấn đề, nhờ thấy rõ vấn đề cho nên mình mới là tâm mình mới không có suy nghĩ lo lắng gì, hay là mình không có bực tức gì. Hai á là cái đó là thuộc về trí tuệ, còn một phần á là do mình cái tâm mình nó yên, cái tâm mình nó đủ chánh niệm tỉnh giác. Khi tâm mình nó đủ chánh niệm tỉnh giác á thì cái tâm nó yên. Thành ra nó phải có hai mặt, một mặt là thấy rõ vấn đề, một mặt là tâm mình yên. Và cái sự tu tập á là cái đỉnh cao của sự tu tập á cũng chừng đó thôi. Lúc đầu mình tu tập á cũng là để cho làm sao mà tâm mình an, để cho thấy rõ vấn đề. Và cho đến cái cuối cùng của sự tu tập á cũng là tâm bình an và thấy rõ vấn đề, chừng đó thôi. Nhưng mà ở cái độ ví dụ như tâm mình bình an 10% và cái thấy rõ vấn đề 10%, nhưng mà rồi ấy, dần dần mình nó thành 20%, 30% như đó, cho nên gọi là cái độ tròn vẹn, cái độ tròn vẹn của cái rõ biết đó. Thì có hai cái từ gọi là tròn vẹn rõ biết. Tròn vẹn rõ biết thì hệ tròn vẹn ít thì cũng rõ biết ít, tròn vẹn nhiều thì rõ biết nhiều, đại khái là vậy. Vì vậy cho nên là mình cứ tiếp tục tròn vẹn rõ biết thôi. Còn cái chuyện đối tượng á thì người ta thay đổi hay không thay đổi không quan trọng, mà quan trọng là mình có tròn vẹn rõ biết hay không thôi.
Cho bây giờ mình có tu tập để làm sao để cho cái đối tượng họ tốt lên thì không được. Ví dụ như ông Đề Bà Đạt Đa đó, là ông cứ hại Phật. Nhưng mà bây giờ vấn đề là Đức Phật tâm ngài có bình an và tâm ngài có sáng suốt hay không thôi. Chứ còn không thể là ông, cho dù là Đức Phật thì ngài cũng không thể làm cho cái ông Đề Bà Đạt Đa đó ông trở nên tốt được. Thì ông tốt hay không tốt thì cũng không cần biết, bởi vì nhiều khi á mình nói là ông Đề Bà Đạt Đa hại Phật, nhưng mà trên thực tế á thì biết đâu trong sự vận hành của Pháp á, phải đưa một cái người giống như Đề Bà Đạt Đa tới để giúp Đức Phật là hoàn thành cái sự giác ngộ của ngài. Đó, dạng là vậy thôi. Do đó bây giờ là mình cứ chuyển hóa tâm mình, chứ không đừng có nghĩ là chuyển hóa cái người khác. Do đó có câu là mình sinh ra để không phải để mà thay đổi cái đối tượng, thay đổi thế gian, thay đổi hoàn cảnh, mà chính cái hoàn cảnh, chính cái đối tượng đó giúp thay đổi chính mình. Thì khi mà mình thấy được cái hướng đó thì nó sẽ rất là tốt, sẽ dễ dàng hơn là mình cứ lo điều chỉnh mình thôi, còn cái đối tượng nó không quan trọng. Cũng giống như Phật tử vừa rồi trình pháp á, đó ông chồng ông sao mình là chuyện của ông á, bây giờ mình lo giữ cái tâm của mình thôi. Nhưng mà khi tâm mình nó bình an rồi, đầu tiên là mình thấy không còn vấn đề. Khi tâm mình không có vấn đề thì khi mình nhìn lại vấn đề nó cũng nhẹ nhàng hơn. Tức là cái nhìn của mình thấy vấn đề nhẹ nhàng hơn, chứ không phải là bắt đối tượng phải nhẹ nhàng hơn. Mà đối tượng có nhẹ nhàng hay không cũng sao, miễn là mình tâm mình nhẹ nhàng hơn là được. Xin Thầy cho con hỏi, ở một thời điểm nào đó mà tất cả mọi người đều hiểu lầm mình, cho rằng mình cố chấp, mình không nên làm vậy, mình không đúng, thì mình nên nghe theo họ hay là nên làm theo trái tim của mình thôi thúc ạ? Tức là con người họ phê bình mình á, họ phê bình mình á, thì khi mà có người phê bình á thì mình cũng không hẳn là phải theo họ, mà cũng không hẳn là mình gạt bỏ họ ra, mà phải xem là họ nói có đúng hay không. Nếu như họ nói đúng thì mình phải sửa, còn nếu họ nói không đúng thì mình không sửa. Nếu họ không đúng thì mình vẫn cứ làm đúng theo mình thôi. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp, bởi vì cái này không có một công thức nào nhất định cả, mà đòi hỏi mình cái mình phải sáng suốt để mà làm sao mà cho nó thích ứng được cái hoàn cảnh. Chứ còn không có một cái công thức nào để mà đưa ra nhất định là phải thế nào. Bởi vì á, có thể có rất nhiều trường hợp, có trường hợp mình phải làm theo họ, có trường hợp mình không làm theo họ. Nó tùy mỗi cái hoàn cảnh khác nhau. Đó. Nhưng mà cái bây giờ bình thường á, thì nếu người ta nói đúng thì mình xem xét mình lại để mà sửa chữa. Còn nếu như mà họ sai thì mình cứ làm theo cách của mình. Nhưng mà cũng đừng có để cho, nhưng giả sử cái người đó là người thân của mình hay là trong cái mối quan hệ gần gũi nào đó mà mình không làm theo thì mình cũng phải có một cái cách nào đó để cho cái đối tượng là họ hiểu được vấn đề. Cho nên nó có rất nhiều cái cách để ứng xử, cho nên không có một cách ứng xử nào nhất định. Dạ thưa Thầy, làm sao để giảm bớt những chất độc có sẵn trong tâm mình?
như sự ấm ức, sự không thỏa mãn, sự thiếu thốn. Tuy mình đã cố gắng sống trong chánh niệm nhưng chưa thể làm được. Con xin biết ơn thầy ạ. Vấn đề không phải là làm được hay không làm được. Mình thường hay là quá quan trọng đến cái hiệu quả. Thì cái hiệu quả nó phải có thời gian. Thí dụ giờ mình bị bệnh thì mình uống thuốc, nhưng mà uống thuốc thì nó phải có thời gian để nó lành bệnh, chứ không phải là uống thuốc cái là phải lành liền. Thì cái gì cũng vậy, nó phải có cái thời gian. Do đó đó, mình cứ phải chánh niệm tỉnh giác, mình phải tròn vẹn rõ biết để mà thấy ra vấn đề. Chứ còn á, mình đừng có vội là nói. Dạ, sẽ như nhiều người cứ hay nói với thầy là con chánh niệm tỉnh giác mà sao chưa tới cái kết quả gì hết. Cái kết quả là nó từ đến. Còn bây giờ mình cứ làm thôi. Cái kết quả là nó có cái trình tự vận hành của nó, chứ không phải là nó theo ý mình. Bạch sư ông, con nghe sư ông giảng là có duyên, có mệnh mới xuất gia được. Làm thế nào để mình xác định được duyên, mệnh hay tử vi của mình là nên sống tại gia hay xuất gia à? Cái này thì cũng cái này cũng khó mà xác định được là như thế nào. Tuy nhiên á, một cái người xuất gia theo cái nhìn riêng của bản thân thầy ấy, tức là cái trải nghiệm riêng của bản thân thầy ấy, thì thầy thấy là khi mà mình có cái ý xuất gia đó thì rõ ràng là hầu như mọi việc mà ở đời á là mình không thích mấy. Mọi cái địa vị danh vọng hay là tài sản hay là cái gì đó ở đời á, là những cái đó mình không hứng thú lắm đó. Ví dụ như ai nói đến chuyện là làm ăn sao để cho nó được thì mình không hứng thú. Hay là ai nói cái gì mà nó thuộc về tài tình danh lợi ở đời á, thì cái người mà cái tâm xuất gia là không hứng thú cái chuyện đó. Nhưng mà cũng phải xem là có thực sự không hứng thú là bởi vì trong đó mình có một là cái nhân duyên mình gieo đâu nhiều kiếp rồi, cho nên bây giờ từ nhiên mình thấy ra điều đó. Thành khi mà mình thấy là cái đời sống xuất gia đó, cái đời sống mà từ giác hay là cái đời sống mà độc cư đó mà dễ dàng á, sao cũng được á, thì cái người đó có cái duyên xuất gia. Đây là thầy nói thầy á, đây là thầy nói bản thân thầy á, chứ còn người khác thì không biết sao. Tức là thầy tất cả cái nhân duyên từ nhỏ đến lớn là giúp thầy là ở đâu cũng được, ở với ai cũng được, sống sao cũng được, ăn sao cũng được, ngủ sao cũng được, không quan tâm đến chuyện đó. Mà cái đó thì rất hợp với là người tu. Cái người thực ra là phải sao được, chịu sao cũng được mới được. Khi nói khi nó giống như cái thầy mà khi đi lập cái chùa nhà Huyền Không á, cũng như khi lập chùa Viên Không á, không bao giờ nghĩ đến chuyện ăn uống cái gì, có gì ăn đấy thôi chứ không đòi hỏi cái gì cả. Ở thì cũng đâu có chỗ nào mà ở thì là che lều tranh hoặc là lều bạc gì đó để mà ở, chứ cũng không có nghĩ đến cái chuyện là phải thế này phải thế kia gì cả. Cho nên cái người mà tu đó là cái người sẵn sàng chịu đựng tất cả mọi thử thách, thì cái người đó là cái người mới thật sự là có thể xuất gia mà thành công được. Còn nếu mà cũng có người xuất gia vô để mà tiến thân theo cung đường mà tu hành
Có thể thấy bây giờ tu hành nó được lời để lộc, người ta dân cúng, rồi học hành, rồi có bằng, có cấp rồi này kia, rồi làm chức vụ này, chức vụ nọ. Có khi người ta đi theo cung đường đó. Nhưng mà nếu mà đây là mình nói không phải xuất gia hay không xuất gia, mà theo thầy là tu được hay không tu được thì đúng hơn. Bởi vì bây giờ đó, cái xuất gia với không xuất gia nó không còn ý nghĩa như thời Đức Phật nữa rồi. Mà xuất gia bây giờ là giống như là một cách sống thôi. Đó là một cách sống thôi, một cách sống ở chùa hay là cách sống ở nhà. Có lập gia đình thì không lập gia đình vậy thôi. Chứ không phải là, còn bây giờ nói là cái sự cách biệt ở giữa xuất gia với không xuất gia là không có nhiều lắm. Còn bây giờ mình nói là tu được hay không tu được, mà tu được theo cách tà gia hay là theo cách xuất gia thì cái đó là đúng hơn. Tức là người nào thì mới là tu được theo cách xuất gia, mà người nào thì lại cần tu trong tà gia thì thành công hơn. Hiện nay có một cái điều là, là những cái pháp mà thầy giảng thì đa phần cái người tà gia đó họ nhận ra rất là nhanh. Tại vì sao? Là vì họ trải nghiệm thực, họ sống thực, họ có khổ, họ có những cái mà khi thầy nói ra thì họ thấy đúng hết. Đó. Và khi họ ứng dụng một cái thì họ thấy là giải quyết được liền. Đó. Có những người họ đang bế tắc nhưng mà họ ứng dụng cái pháp thầy nói cái là họ có hiệu quả liền, cho nên họ lại thành công hơn. Trong lúc đó những người xuất gia cứ nói là cái này có đúng cái kinh không cái đã. Có người nói rằng là thầy nói mấy cái này nó có tiếng Pali không cái đã. Mà thầy thì thầy nói cái thật thôi chứ đâu có chứ đâu cần gì phải nói đúng tiếng Pali. Cho nên họ bị kẹt ở trong cái ngôn từ, họ bị kẹt trong kinh điển, họ bị kẹt trong những cái pháp môn, thì họ không thấy thẳng được sự thật. Trong khi một người không bị kẹt đâu cả lại thấy thẳng sự thật là bởi vì họ đang trải nghiệm chuyện đó mà thầy lại nói đúng cái trải nghiệm đó, thì làm sao họ không hiểu được. Vì vậy bây giờ chưa chắc là xuất gia hay tại gia là ai giác ngộ mau hơn, mà rõ ràng là phải đúng cách. Cho nên mình nói là đúng cách là vậy. Nếu người xuất gia đúng cách thì họ sẽ thành công, còn nếu xuất gia không đúng cách thì thậm chí là có tồi thêm nữa là khác. Thầy cũng thường khuyến khích các đệ tử của thầy là phải thận trọng, phải thận trọng, cho đừng có vội tưởng là mình có nhiều vị, cứ mặc cái ý vô rồi một cái, mặc cái ý vô rồi một cái là tưởng mình là thầy thiên hạ rồi. Chỉ có khoác cái ý thôi thì cũng giống như mới đóng kịch vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Đóng một cái vai gì đó thôi chứ chưa phải là thật sự là tu hành giác ngộ giải thoát chứ. Cho nên đó là vấn đề không phải là xuất gia hay tại gia, mà vấn đề là mình cứ ở trong cái hoàn cảnh của mình cứ tu hành cho đúng rồi đã. Nếu khi mình tu hành đúng thì tự động pháp nó sẽ chuyển. Pháp nó sẽ chuyển. Chứ không phải là hoàn toàn là theo ý mình. Cũng như thầy vậy á, thầy là cũng thấy là do pháp chuyện rất là rõ ràng, tức là cái điều kiện nó đưa đến để mình là phải vào là tu. Thế là cái con đường của mình là tu thì nó sẽ đấy. Mà bây giờ thầy nhìn lại đó, là từ khi mới sinh ra ở trong cái điều kiện khó khăn như thế nào, thì chính những cái điều kiện đó nó đã là huấn, tức là cái bằng rèn luyện cho mình. Mình không có rèn luyện mà chính pháp rèn luyện cho mình ngay từ nhỏ. Từ những cái khó khăn lúc mới sinh ra, sống trong cái hoàn cảnh chiến tranh rồi thiếu thốn rồi như thế nào, thì té ra những cái đó là pháp đều chuẩn bị cho mình sẵn hết, chuẩn bị cho mình sẵn để khi mình xuất gia là nó dễ dàng như không nhỉ. Xuất gia vô thì nói cho ở đâu ở đó chứ đâu có nói như bây giờ cái vị sư mà tới là nói để trên đây không cho hiểu nghi, không đủ tiền nghi thôi đi. Để đi tìm chỗ nào có tiền nghi cái đó.
Mà trong khi đó thầy ở đây khi vô xuất giá là ông thầy biểu ở đâu là ở đó thôi, chẳng có không có lựa chọn gì hết. Đó, thành ra là mỗi người sẽ tự biết là mình hợp với xuất gia hay không xuất gia, chứ không ai định cho mình được chuyện đó cả. Mà hợp hay không hợp á là do khi mình ở tại gia thì mình tiến bộ hơn trong việc tu tập, hay là ở xuất gia thì tiến bộ hơn trong việc tu tập, là mỗi người phải tự nhận ra cái điều đó. Người mình thương yêu đến với mình thì là do duyên nghiệp của mình hay là do tác ý của mình ạ? Làm thế nào để chọn được bạn đồng tu khi sống ở tại gia? Con xin cảm ơn sư ông. Không nên chọn. Không nên chọn. Có khi mình lấy một cái người mà là khác cái tư tưởng tôn giáo, khác cái pháp hành chẳng hạn. Có khi vậy mình giúp mình tiến bộ hơn chứ. Chẳng nhất thiết là phải là cái người đó phải đồng hành với mình mới được. Không quan trọng chỗ đó. Nhiều khi những cái khác biệt đó chính là những cái thử thách để mà mình hiểu rõ mình hơn. Đó. Tất cả, thầy cho nên thầy mới nói rằng là tất cả mọi cái hoàn cảnh mà đến với mình á, dù là được bất thành bại vui khổ gì hết, thì đều là những yếu tố để giúp mình giác ngộ hết á. Cho nên nó thực ra là mình không thể chọn được, mà đôi lúc á mình chọn được thì lại là đúng với sự cái bằng tạm thời mình dùng cái từ mà là an bài của cái nhân quả duyên nghiệp. Rồi mình tưởng là mình chọn. Thầy thường hay kể cái chuyện ngài Chakupala đó, ngài không chọn cái tu kiểu gì mà ngài là chọn cái tu mà để mù mắt. Ngài chọn cái tu là muốn mau chứng ngộ á thì ngài mới là không ngủ đó, để mà tu cho nó nhiều thời gian cho nhanh để mà giác ngộ. Cho nên ngài không ngủ luôn. Ngài không ngủ một thời gian á thì khi mà ngài vừa chứng ngộ a la hán á thì ngài cũng mù mắt luôn. Thì mình mới nghiệm cái câu chuyện này ấy, là cũng lạ. Và với khi hỏi Đức Phật thì Đức Phật lại nói là Chakupala đó là kiếp trước là làm thầy thuốc làm thầy thuốc, mà đặc biệt là thuốc chữa mắt. Ông chữa mắt rất là giỏi. Thì có một người đó bị mù thì đến xin chữa. Thì khi mà cái người đó bởi vì muốn thấy cho nên nó mới là điều kiện gì cũng được, thì người đó mới phát nguyện là thầy, bởi vì hồi xưa là không có trả tiền bạc rồi này kia giống như bây giờ, mà hồi xưa là giống như ai có gạo thì đem biếu gạo cho thầy, ai có nếp là có đậu rồi gì đó thì cứ đem tới biếu cho thầy thôi. Thì cái bà này thì bà có lẽ bà không có gì, cho nên bà nói là nếu mà bà đành thì bà sẽ là bà phục vụ cho thật cho thầy thuốc đó suốt đời. Nhưng mà khi bà lành rồi cái bà thấy rồi cái bà tức quá cái bà đi mất. Thế vì thầy thuốc đó mới nói là chưa đâu, đó là mới sáng vậy thôi, nhưng mà phải nhọ thêm một lần nữa thì nó mới sáng hẳn. Gạt cái bà đó như vậy, cái bà đó bà trở lại bởi vì thầy thuốc đó nhọ một cái cho bà mù mắt luôn. Tức là bà không chịu làm theo lời hứa cho nên cho bà mù mắt trở lại. Thì bây giờ không chọn tu kiểu gì mà lại chọn tu phát nguyện tu là đàng hoàng chứ. Thì mình tự đâu là phát nguyện đó là oai lắm đấy. Nhưng mà phát nguyện để cuối cùng đưa tới cái là bị mù mắt. Vậy thì cũng chưa chắc là mình đã phát nguyện đó. Có cái người đó, có một cái cô đó, cô có hai người yêu cô. Khi cô học trong một cái lớp á, thì có hai anh chàng cùng học trong lớp á, là yêu cô. Mà cô mới chọn một người. Cô mới chọn một người, thì chọn tất nhiên là đúng theo mình rồi.
chọn cái thứ mình thấy mình thích người nào mình mới chọn người đó chứ. Khi chọn cái người đó rồi cả thì á, coi như là cuộc hôn nhân đó coi như cực kỳ đau khổ. Mấy chục năm sau á thì mới gặp lại cái anh kia. Thì anh kia là một gia đình rất hạnh phúc, anh kia sống rất đàng hoàng và gia đình rất hạnh phúc. Vậy thì cái việc chồng đó là đúng hay sai? Bây giờ mình nói đúng cũng không được mà nói sai cũng không được. Mình nói đúng thì sao chồng đúng thì sao, bây giờ là chịu khổ. Còn chồng sai á, chồng sai đó thì sao mà đúng với nhân quả được? Nhưng mà sau đó chị đó mới, chị mới nói là chị nói cái này thì đúng nè. Chị nói là sau khi mà con thấy ra cái điều này rồi á, nhưng mà chúng nhờ cái khổ đó đó con mới đi tìm đạo, cho nên con mới là học đạo. Rồi bây giờ con nghe pháp của thầy hàng ngày, và lúc đó đó, lúc mà chị bắt đầu nghe pháp á là lúc đó chị đau khổ đó. Thì khi mà chị nghe pháp rồi á, chị vẫn bình thường, tức là chị vẫn đối xử với ông chồng đó rất là tốt, mặc dù ông chồng đó rất xấu nhưng mà chị vẫn đối xử rất tốt. Là chị thay đổi được con người của mình. Thì như vậy thì chị mới nói là như vậy là con cũng thấy vui, mặc dù là mình chọn sai theo cái nghĩa là mình chọn không đúng như mình nghĩ, nhưng mà là nhờ như vậy mình mới học đạo được. Chưa chắc mình chọn đúng thì nó lại là tốt hơn. Vì vậy trên đời này á, bây giờ mình nói là mình chọn hay đó là pháp đưa đây thì khó mà nói. Không phải là mình chọn mà là pháp đưa đây. Ví dụ bây giờ thầy chọn đi tu. Nếu mà thầy chọn đi tu thì tại sao trong tự vi lại nói là thầy là người đi tu? Thì đâu phải chọn. Tức là cái chuyện đó nó giống như là đã an bài trước rồi chứ đâu phải chọn. Do đó nó mới có một cái thuyết. Người ta quan sát những cái việc như vậy nên có những cái thuyết người ta gọi là thuyết tắc đền. À. Hay là cái thuyết là kêu bằng, tức là mọi sự đã an bài trước. À. Rồi có người ta nghĩ ra rằng là có một cái vị nào đó, thượng đế hay là ai đó tạo hóa đó, đứng sắp đặt tất cả mọi chuyện đó. Nhưng mà thực ra thì tất cả những cái đó là một phần á là sự vận hành của pháp, và một phần á là do cái nhận thức và hành vi của mình mà tạo ra. Cho nên nó phải đi theo một cái hướng, mà một hướng đó là cũng là nhất định. Nó không phải tất định nhưng mà nó cũng nhất định. bởi vì mọi người sinh ra đó thì Đức Phật này cũng nói rằng là mọi người sinh ra là có một cái sinh nghiệp. Thì sinh nghiệp là gì? Sinh nghiệp là từ sinh ra cho đến chết nó phải trải qua một cái đời sống như vậy cho nên thì gọi là sinh nghiệp. Tuy nhiên á, cái khác biệt là chỗ này, một người qua sinh nghiệp đó lại tạo tác sai lầm, hay là một người qua sinh nghiệp đó lại giác ngộ, thì cái đó lại là một phần khác chứ không phải là. Cho nên không phải là hoàn toàn cái sinh nghiệp là mình phải chịu hoàn toàn, mà là qua cái sinh nghiệp đó mình có cái thái độ như thế nào để mình giác ngộ hay là không giác ngộ, hay là đưa đến phiền não khổ đau thêm, thì cái đó là do cái thái độ của mình. Còn cái đó là nó nói mình nói định sắc cũng đúng. Thí dụ như bây giờ mình có một cái hạt mít, mình muốn trồng mít thì mình lấy một cái hạt mít mình gieo. Thì bây giờ cái hạt mít này đó là nó có cái muối nằm muối mít là vàng hay là muối mít trắng thì nó là tất định rồi. Tất định trong cái cây mít đó, tất cả nó đã có trong cái yếu tố của cái hạt mít đó. Cho nên khi mình gieo cái hạt mít đó thì nhất định nó sẽ ra cái mít dừa chứ không phải là ra mít nghệ.
quê thầy thì gọi cái mít mà nó ra trắng là mít dừa, đúng không? Còn ra vàng là mít nghệ. Thì nó mít vàng với mít nghệ đó là gần như nó định sẵn rồi, định sẵn trong cái hạt mít đó rồi. Đó. Thì bây giờ đó, khi mình sinh ra đó là mình phải trải qua cái sinh nghiệp đó. Tuy nhiên cái thái độ của mình học hỏi được gì trong cái thái độ của mình đối với cái sinh nghiệp đó đó mới là vấn đề, chứ không phải là sinh nghiệp gì. Tất cả sinh nghiệp dù là giàu nghèo được mất hơn thua gì đó cũng đều bình đẳng hết. Bình đẳng là bình đẳng đến sự giác ngộ. Thí dụ như người đó nghèo nhưng là giác ngộ, người kia giàu nhưng mà lại sa đọa. Chứ không phải nói là giàu mới giác ngộ, còn nghèo là sa đọa. Không phải vậy. Mình nói là giàu là có phước, còn nghèo là vô phước. Không phải. Mà nghèo nhưng mà lại là có thái độ đúng đắn thì mới là phước. Còn giàu mà thái độ không đúng đắn là tội. Chứ không phải là giàu là phước, mà nghèo là tội. Mà cho nên cái sinh nghiệp của mọi người á, sinh nghiệp bây giờ thầy lấy lại ví dụ này. Sinh nghiệp của người này là ổi, sinh nghiệp của người kia là cam, sinh nghiệp của người kia là xoài, sinh nghiệp của người nọ là mít. Thì khi mà đã mít thì phải mít thôi, khi đã xoài thì phải xoài thôi, khi cam thì phải cam thôi. Đó. Nhưng mà bây giờ cái thái độ của mình á, mình là mít, nhưng mà cái thái độ của mình lại học được từ cái mít đó ra bài học giác ngộ thì người đó thành công. Còn nếu mà qua cái mít đó mà mình cứ muốn thành xoài, mình cứ muốn thành bưởi, mình cứ muốn lung tung hết trơn á, thì cuối cùng mình cũng hoàn thành được cái bài học giác ngộ của mình mà mình chỉ mơ mộng thôi. Đó, đại khái. Thành ra vẫn là biết hay là vẫn là xoài, nhưng mà có giác ngộ được hay không giác ngộ được này là tùy thái độ nhận thức và hành vi của mình. Đó. Con kính thưa sư ông, theo như con hiểu về duyên sinh thì vạn vật được hình thành do sự tương tác của nhiều nguyên nhân khác nhau. Vừa rồi có một vị gửi cho con một trích dẫn của Lão Tử: nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vậy xin sư ông cho con hỏi là nên hiểu sao về trích dẫn này để không mâu thuẫn với lý duyên sinh ạ? Con xin cảm ơn. Thật ra lý duyên sinh chính là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật là lý duyên sinh đấy. Tức là bây giờ mình phải nói cụ thể thì mới được, chứ mình nói kiểu không không thì mình khó hiểu. Bây giờ mình nói cụ thể, thí dụ như mình nếu mà cái tâm mình mà hoàn toàn rộng lành trong sáng thì gọi là thái cực, tức là không có sinh gì cả, gọi là tâm bất sinh. Giống như là thiền sư Ban Kê gọi đó là tâm bất sinh. Mà Đức Phật Ngài cũng gọi cái tâm đó là không sinh, không hữu, không tác, không thành. Đó. Tức là cái tâm đó nó hoàn toàn rộng lành trong sáng vậy thôi. Nhưng bây giờ, nếu mình sinh khởi lên một cái tâm, khi mình sinh khởi lên một cái tâm, thì nhất là sinh nhị liền. Đó. Cho nên nhiều người hỏi, tại sao con khởi lên một cái ý nghĩ thì nó có một cái ý nghĩ khác, nó đối nghịch lại. Ví dụ như mình nói là hồi bữa nay mình nghỉ lễ cho nên mình đi du lịch, thì liền có một cái ý nghĩ khác là thôi bây giờ tiết kiệm tiền để mà mình sửa nhà. Đó, nó luôn luôn là như vậy rồi. Tức là theo nó sinh ra cái ý nghĩ này thì nó sẽ có một cái ý nghĩ khác kèm theo. Nếu một cái ý nghĩ nào nó mạnh á thì nó sẽ đi theo cái hướng đó. Bây giờ vì thích đi du lịch quá cho nên thôi, để lần sau mình tiết kiệm tiền sau rồi mình sửa nhà sau cũng được, bây giờ đi du lịch cái đã. Thì cái ý du lịch đó nó sẽ mạnh hơn. Nhưng đến khi đi du lịch rồi cả thì cái ý kia nó lại mạnh lại. Tại vì hồi đó mình đứng đi du lịch thì bây giờ mình đã có tiền sửa nhà rồi. Thí dụ vậy. Tức là nó cứ, nhưng mà cái hai này nó có cái hay á. Mà hết mà đã hai rồi á, thế đã hai rồi thì có một sự tương tác giữa hai á thì nó thành ba. Đó, thì đó là nói đơn giản thôi.
Còn nói phức tạp hơn chút xíu nữa là thái cực sinh lượng nghi sinh tứ tường sinh bát quái sinh 64 cái tướng khác nhau, tướng trạng khác nhau. Đó. Và từ cái 64 tướng trạng khác nhau đó, nó lại trùng trùng dương khởi với nhau, nó lại sinh ra muôn loài vạn vật và nó biến hóa vô cùng. Cái nào cũng biến hóa hết đó. Ví dụ như từ một cái hạt ổi, nhưng mà nó biến hóa thành ra một cái ổi thật là lớn. Cho nên nó không có dừng lại chỗ nào cả. Cho nên nó cứ chuyển biến. Thì cái mà cứ, cái đó gọi là sinh sinh chi vị dịch. Tức là nó cứ sinh ra là nó, rồi nó biến chuyển, nó cứ làm liên tục như vậy. Thì theo pháp á, thì luôn luôn là có hai mặt, một mặt là tánh, một mặt là tướng. Không bỏ tướng đi được, mà cũng không bỏ tánh đi được. Thì cái người giác ngộ đó là thấy rõ tướng như thế nào, tánh như thế nào. Chứ cũng không phải bỏ tướng để theo tánh, mà cũng phải bỏ tánh để theo tướng. Mà là phải thấy rõ tánh và tướng của mỗi pháp. Đó, cái đó là cái người giác ngộ là như vậy. Cho người giác ngộ không phải là bỏ hết tất cả cái tướng rồi mới để mà trù vào trong cái tánh không á, là cũng không được. Mà thấy rõ tướng thì như thế nào, cái gì thì là thực đế, cái gì là chân đế, thì cái người giác ngộ là thấy rõ để mà thích ứng với mọi hoàn cảnh. Cho nên á là một phần là hỏi lại cái đấy nhé. Thì đó, trong dịch lý đó, thì nhất sinh nhị, nhị sinh tam, hay là thái cực sinh lượng nghi, nhất là thái cực đó, thái cực sinh lượng nghi sinh tứ tưởng đó, thì cũng đều nói giống nhau. Thì bên đạo Phật mình á, ví dụ như trong cái lý duyên khởi đó, là nếu như mình tròn vẹn rõ biết cái đang là, tức là tinh tấn chánh niệm chánh giác mà đúng mức á, thì mình hoàn toàn tâm rộng lành trong sáng nơi cái đang là, thì không có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ mình khởi sinh lên một cái ý muốn đi tìm một cái sự hoàn hảo nào đó chẳng hạn, thì lúc đó đó tức là mình không thấy được cái sự hoàn hảo đang là. Nếu thấy được cái sự hoàn hảo đang là đó, thì mình không cần khởi sinh ra cái sự tìm kiếm nào nữa. Nhưng mà bởi vì mình không thấy sự hoàn hảo đang là, cho nên mình khởi lên ý muốn tìm kiếm. Thì cái không thấy cái sự hoàn hảo đang là đó gọi là vô minh. Mà khởi lên một cái ý tìm kiếm đó là gọi là ái dục. Đó. Mà khi ái dục á, thì nó sẽ, khi có một cái ý khởi lên rồi á, thì nó tạo ra danh sắc rồi tạo ra lục nhập. Lục nhập rồi sinh ra ái thụ hữu, sinh ra tự sầu bi khổ ưu não, tức là cũng vậy, tức là từ một cái chỗ mình không sáng suốt rõ biết, không tròn vẹn rõ biết cái đang là, mình khởi lên một cái muốn biết, muốn đạt được một cái gì đó, thì nó liền tạo ra cả một cái vòng luân hồi sinh tử. Thì cái đó nó cũng là nhất sinh nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nên tuy là cái cách nói diễn tả khác nhau, nhưng mà Đức Phật á thì ngài nói cụ thể vào cái thái độ của con người. Vì là giải quyết được cái khổ đau phiền não của con người, cho nên ngài nói cái mà thập nhị nhân duyên là nói vào cái chỗ đâu là bất sinh mà đâu là sinh. Hệ sinh á thì nó sẽ sinh ra, cái đã sinh á thì nó sẽ sinh ra một cái chuỗi sinh lão tự sầu bi của ông nào đó. Cho nên á, Đức Phật ngài mới nói là cái giáo pháp của Như Lai đó đơn giản chỉ là thoát ly khỏi cái sinh hữu tác thành để trở về lại cái không sinh không hữu không tác không thành, tức là bỏ đi cái tham vọng hoàn hảo theo ý mình để trở về với sự hoàn hảo của pháp đã sẵn có. Đó.
thành nó giống nhau thôi, nhưng mà Đức Phật là chú trọng vào cái chuyện là bên kia thì nói cái gì cũng được, nói cả vật lý, cả sinh học, cả tâm lý gì đủ thứ, còn Đức Phật là ngài chủ yếu là nói vào cái nghiệp. Đó. Cái nghiệp là một chuỗi động tác mà nó cứ tạo thành mà trùng trùng duyên khởi mà. Còn nếu mà cái người mà bắt đầu biết thấy cái trùng trùng duyên khởi đó nó vô ích, nó chỉ là ảo tượng, thì người đó mới bắt đầu trở về cái sống tròn vẹn tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha, tròn vẹn với cái pháp đang là. Dạ thưa thầy, thầy cho con hiểu đúng và sâu sắc hơn về ý nghĩa của câu con hãy lo chuyện của pháp, còn chuyện của con để pháp lo. Thì đó, lo chuyện của pháp tức là mình làm sao mình thấy được sự vận hành của pháp, tức là mình phải trở lại để mà quan sát lại cái thân thọ tâm pháp nó vận hành như thế nào. Thân thọ tâm pháp như thế nào thì đưa đến phiền não khổ đau, mà thân thọ tâm pháp như thế nào thì đưa đến chấm dứt phiền não khổ đau. Chỉ có chừng đó thôi, đạo Phật là chỉ có chừng đó thôi. Đó. Cho nên là mình chỉ nói một cái chuyện là quan sát để thấy được sự vận hành của pháp. Còn pháp vận hành như thế nào đó là chuyện, đó là chuyện của pháp, không phải chuyện của mình. Nhưng mà mình lại đi xen vào cái chuyện của pháp. Do đó thầy mới nói là bạn ngã đó là thứ nhất là bạn ngã là cướp công pháp, tức là con người mình á, nó vận hành từ khi mình mới sinh ra cho đến khi chết á đều là sự vận hành của pháp cả, nhưng mà mình cho là mình cho là mình, nhưng mà thực ra đó là toàn là một sự vận hành của pháp cả. Rồi mình từ đó là mình nhờ mình thế này, mình nhờ mình thế kia cho nên được cái này, được cái nọ. Trên thực tế đó, không phải, tất cả những cái đó đều là sự vận hành của pháp cả. Cho nên đó, nếu mà mình cho là mình đó, thì là gọi là cướp công pháp. Rồi thứ hai là ăn trộm pháp. Ăn trộm pháp tức là pháp nó thì vận hành như vậy, mà mình cho là của mình. Đó. Ví dụ như mình nói là trái tim là của tôi, là ăn trộm pháp rồi đó. Cái tay là của tôi là ăn trộm pháp rồi đó. Bởi vì cái tay nó sinh ra rồi nó đã như vậy, rồi nó từ vận hành như vậy, chứ đâu phải mình làm cái tay ra đó. Cho nên mình đều ăn trộm pháp. Thôi bây giờ người ta sẽ cãi lại, người ta nói là nhưng mà tôi tạo ra được một con robot. Con robot đó nó tay là tôi tạo ra, đầu óc tôi tạo ra, tất cả mọi cái đều tôi tạo ra, thì như vậy con robot là tôi tạo ra chứ đâu phải là pháp tạo ra. Nhưng mà bây giờ mình hỏi lại, vậy thì anh lấy cái gì mà anh lấy cái gì mà anh tạo ra con robot đó? Tất cả những cái yếu tố mà tạo ra con robot đó là anh không tạo ra được, mà nó là đã có trong thiên nhiên hết đó. Ví dụ như là cái radar thì nó cũng học từ cái con dơi. Cái cung dơi là nó đã có cái radar, của nó rất là bén nhạy, thì người ta học từ cái đó để người ta làm, thì cũng là từ thiên nhiên hết. Tất cả mọi cái định luật đều từ thiên nhiên cả. Cho nên bây giờ khoa học á cũng phải học thiên nhiên, chứ không phải là khoa học tự tạo ra cái định luật này tạo ra định luật khác, mà phải học những cái định luật đó từ trong thiên nhiên đó. Còn cái chuyện mà thí dụ như mình trồng một cái cây hoa, thì mình chỉ lo là chăm sóc để cho cái cây hoa nó sống thôi, chứ còn cái cây hoa nó sống như thế nào á là chuyện nó của nó, chuyện đó không phải của mình. Không thể nào mà một cây hoa cúc mà là mình thành biến nó thành hoa hồng được, mà hoa cúc là nó có cái sự vận hành của hoa cúc đó. Bây giờ một người nông dân chẳng hạn, họ phải quan sát có thử mùa này mưa lũ
Mà nếu mà bây giờ mưa lũ như vậy mà mình đem gieo hạt xuống thì nó trôi hết. Cho nên là phải học cái sự vận hành của Pháp. Còn khi mình học thì mình biết rằng là cái mùa này thì nên trồng cái gì, mùa kia thì nên trồng cái gì, lúc nào thì trồng được, lúc nào trồng cũng được, thì cái đó là đang học bài học của Pháp. Đó. Tức là lo việc của Pháp là mình lo học bài học của Pháp. Còn mình hay là nói một cách khác cho dễ hiểu là mình cứ lo sống đúng tốt. Còn chuyện mình được cái gì á là cái chuyện đó là cái chuyện vận hành theo nhân quả của Pháp. Đó. Mình không cần phải nói là mình làm cái này để mình được cái kia gì cả, mà tự nhiên mình làm đúng thì nó sẽ ra tốt thôi. Nên cái câu đó rất là hay, tức là nếu mình cứ bây giờ mình giải thích thì nói không hết, nhưng mà mình cứ chiêm nghiệm thực á thì mình sẽ thấy rất là rõ. Kính thưa sư ông, con pháp danh là Tâm Như, con muốn chia sẻ cái pháp mà nó xảy ra cho con. Thì con từ nhỏ là con theo đạo Bắc Tông. Tới chừng năm 93 thì có cái duyên lành là con cùng người bạn, tại nhà con gần ở chùa Kỳ Viên đó sư ông, thì có một cuộc lễ lớn. Khi mà con nghe họ tụng cái câu là dân hoa cúng đến Phật Đà, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau, hoa tươi dân sẽ úa xào, tấm thân tứ đại khởi sao điêu tà, thì tự dưng con khóc, nước mắt con khóc như mưa luôn. Đó là một lần. Thì lần thứ hai thì từ năm 93 tới nay là con theo đạo Nam Tông luôn. Nhưng mà tới lần thứ hai là năm 2014 con có đi sang Ấn Độ. Thì hàng ngày lễ Phật á thì cũng tượng Phật bằng xi măng như vậy, thì con vẫn tán dương ơn Đức Phật. Nhưng mà khi sang Ấn Độ, sao tự dưng con tán dương ơn Đức Phật á thì con cũng lại khóc giống như lần đầu, khóc như mưa luôn mà con không kiềm chế được. Và lần thứ ba đó thì con đi chùa Nam Tông cũng lâu rồi, và con cũng biết tới sư ông rất nhiều, nhưng mà con không có nghe pháp của ngài là do là một số bạn đạo nói là ngài thuyết thiên về Bắc Tông với lại về Khổng Tử vậy đó. Thành ra cái ngã chấp của con làm như con không có duyên, cái con không nghe pháp của ngài. Xong rồi cách đây khoảng 5-6 năm á, thì tình cờ trong đang lúc làm việc á, con cũng vô YouTube con mở lên nghe pháp. Thì tình cờ sao mở lên một cái bài là 10 sợi dây trói buộc của ngài thuyết, thì con nghe sao lại con lại khóc, nước mắt con nó tuôn là như mưa luôn, mà con cũng không kiềm chế được. Con nói ồ sao lạ quá, sao cái trạng thái tâm của mình như này, đúng là khi mà con nghe cái lời của ngài dạy á nó khác lắm, nó vi diệu như thế nào đó mà con không biết được, mà con không kèm được cái trạng thái tâm của con. Vậy thì con kính bạch sư ông á, là cái dòng trạng thái của con ba lần kỳ lạ mà nó giống như vậy á, thì là có phải là do con tu tập bị kém cho nên con có những cái khóc như vậy là do đó là tâm sân hay sao không sư ông? Là cái thứ ý thứ nhất. Là cái ý thứ hai á là khi mà con nghe pháp của ngài, thật sự là con không còn nghe được của ai nữa hết á, nhưng mà cái thời gian đầu con nghe pháp của ngài á thì có rơi vào một cái một giai đoạn là con gặp nghịch cảnh nó xảy ra cho con liên tục luôn. Thì con vẫn nghe pháp của ngài, nhưng mà tự nhiên lúc đó tâm con có khởi lên là con sợ nghe pháp của ngài. Cái lúc đó con lại sợ nghe pháp của ngài, tại vì con không hiểu là mình nghe pháp của ngài tự nhiên giống như là chư thiên thử lòng mình hay gì, mà thật sự con yếu lắm, con nói thôi không nghe pháp của ngài nữa. Nhưng mà cũng may thôi, là chắc là con có được cái pháp mà dễ dạy, thì con cũng biết là sư ông là một vị minh sư, cho nên ngài dạy sao con chiếu theo đúng, con làm y như vậy, tức là
mình thư giãn, buông xả, mình nhẹ nhàng, mình nhìn cái tâm mình thôi. Ví dụ như nghịch cảnh tới hoặc là ai du quan mình hay ai gì gì, ai chửi mình á, thì mình cứ cứ việc nhìn cái tâm mình thôi. Cái tim mình sân thì mình vẫn cứ sân, tức là giận thì mình vẫn cứ giận, nhưng mà mình theo dõi nè, cái mặt mình nó nóng lên nè, cái tim mình nó nhồi như thế nào á, thì cái tự dưng con vẫn cứ giống như là con lì, và cái pháp mà dễ dạy á, con cứ nghe pháp của sư ông, rồi cái từ từ cái nó nhẹ ra, giống như là con lướt qua tới bây giờ. Thì con kính bạch sư ông cho con xin ý kiến là có phải là pháp đến ứng để dạy cho con là do con thiếu cái pháp nhẫn nại, thiếu pháp từ bi thế nào đó? Vậy có hai ý là xin sư ông chia sẻ với con ạ. Con kính lãnh đại sư ông. Trong cái sự vận hành của pháp thì đạo tự có nói một cái định luật, có nêu ra được một cái định luật rất là hay, đó là tộn hữu dư bộ bất túc, tức là cái xa pháp và vận hành ấy luôn là để bớt đi cái mà mình dư thừa và thêm cho mình cái mình thiếu. Ví dụ như mình thiếu nhẫn nại thì tự nhiên là sẽ pháp đưa đến để giúp cho mình nhẫn nại. Đó, mình thiếu từ bi thì nói pháp sẽ đưa đến cho mình từ bi. Thì cái sự vận hành của pháp đó đến một lúc nào đó mà mình cứ chánh niệm tỉnh giác, chiêm nghiệm kỹ đó, mình sẽ thấy nó rất là chính xác. Cho nên nó có nhiều người nói khi họ gặp một cái chuyện gì đó, cái họ mở ra một cái trên YouTube đó, là họ nghe thầy thuyết bài pháp đúng cái mà họ đang cần. Ví dụ vậy. Hoặc là thậm chí đó, có một cái chị Phật tử ở ngoài ngoài Bắc á, hồi đó đi ra miền Bắc thì cũng còn khó khăn lắm, thì chị mới có được một cái cuốn thư thầy trò, hồi đó là cuốn mà bây giờ gọi là truyện tập thư thầy á, chị có một cuốn. Rồi khi có một cái việc gì khó khăn á, chị không dám hỏi thầy, mà chị mới lấy cái cuốn đó, mà chị để cái bàn cuốn đó trên bàn thờ á, chị mới lấy cuốn đó, chị lật ra một cái trang, thì nó ra đúng cái câu trả lời cho chị, vấn đề của chị ấy. Thì nhiều người nó như vậy, thì mình mới thấy rằng là đúng là cái này pháp vận hành rất là vi diệu. Còn cái mà mình đi cái bốn chỗ đồng tâm á, cho nên người ta dùng, tại sao người ta gọi là bốn cạnh đồng tâm. Bốn cạnh đồng tâm là người nào mà khi đến cái chỗ, mấy cái chỗ đồng tâm đó đều khóc hết á. Thầy cũng vậy thôi. Nhưng mà có người thì khóc chỗ này, người khóc chỗ khác. Lúc đó thầy đi đến chùa Kỳ Viên á. Đến chùa Kỳ Viên á, thì nơi đó có một cái cây bồ đề, mà theo truyền thuyết á, là cây bồ đề đó là chiết từ cái cây bồ đề ở tại bồ đề Đạo Tràng. Mà cái cây bồ đề của bồ đề Đạo Tràng hiện nay á cũng là một cây chiết ra thôi, chứ không phải là cái cây hồi thời Đức Phật. Cái cây hồi thời Đức Phật á thì bây giờ là chiết là qua ở bên chùa Kỳ Viên á, cây đó là cây gốc của thời Đức Phật. Và cái cây mà ở bên Tích Lan á, cây đó mới là cây gốc của thời Đức Phật, bởi vì chiết từ cái cây bồ đề Đạo Tràng á. Nhưng mà cái cây ở bồ đề Đạo Tràng á thì bị pháp bạo, bị ngoại đạo nó phá hủy, cho nên phải đem lại cái cây từ Tích Lan trở về lại để mà trồng. Cho nên nó là khi mà thầy đến cái chỗ chùa Kỳ Viên á, mà tới định lễ tụng kinh cái cây bồ đề đó, thì tự nhiên thầy cũng khóc sướt mướt luôn rồi. Nhưng mà có một cái điều kỳ lạ là thế này, hồi đó là thầy bị đau cái khớp xương gì đó, đi nó rất là đau, thì khi mà thầy tới định lễ đó mà khóc một trận rồi kìa, tôi tự nhiên đi được. đi về nhà là đó. Thành cái này á, người ta gọi là không phải là phải đúng, nói là khóc là sân là không đúng,
khóc không phải là sân, mà khóc là do cảm động. Mình dùng từ cảm động là đúng. Khi mình nghe một cái lời pháp, mình nghe hay hoặc là mình thấy một cái gì đó mà cái cảm động là thiền, chứ không phải cảm động là bất thiền. Cái cảm động là cảm động trước một cái như mình, như thầy đi nước ngoài hay là thầy đi giảng, rất nhiều người gặp thầy là khóc sướt mướt. Hỏi sao khóc? Họ nói con nghe pháp thầy, thầy như là người mà sinh con lại lần thứ hai, con là đau khổ quá rồi mà thầy cứu con được, mà con bây giờ con sống rất là bình yên. Đại khái vậy. Mà con không ngờ là lại gặp thầy ở đây, bởi vì ở bên Canada, cái tự nhiên mình tới Canada, cái nghe nói về ở xa Canada nó rộng đó, bay rất là xa mới đến cái khóc sướt mướt là bởi vì cảm động thôi, chứ đâu có sân được, ta đâu phải sân, mà đó là cảm động. Cho nên mới nói là mấy cái cách mà Đức Phật đạt sinh thành đạo mới nhập nước bàn đó, những cái cách đó gọi là cách động tâm. Động tâm là ai đến đó nó cũng xúc động, nhưng mà cái xúc động không phải là cái xúc động này rất là tốt, có những cái xúc động rất tốt. Thầy cũng vậy, thầy cũng giống như con vậy á, tức là đầu tiên khi thầy vô làm giới tử thì đi theo ngài Duy Nghiêm. Mình là giới tự cho nên là mình đi theo kiểu hầu hạ vậy thôi, chứ không phải là mình chưa tăng, cho nên không phải là trong chưa tăng. Thì đi đến một cái chùa ở thôn quê, cái chùa đó họ mời trai tăng, mời thôn quê. Mà đến khi họ trai tăng á, ba người chưa tăng mới đọc cái bài kinh mà các con đường nước đầy đủ như là xong rồi rạch gì đó. Tự nhiên đọc cái bài kinh đó cái đó, thầy nghe sao thầy tự nhiên xúc động quá, hóa ra luôn đó. Thì những cái xúc động đó nó rất là cần thiết, mà người ta còn có một cái từ gọi là cảm ứng đạo nha. Người ta còn có một cái từ là cái từ cảm ứng đạo nha, tức là mình cảm nhận được một cái đạo, cảm nhận được cái đạo. Thì thầy thấy là rất nhiều người có những cái xúc động đó, và thầy đã những xúc động đó là rất tốt. Xúc động đó có thể là nó biến chuyển được cái cung người của mình đó. Đó rồi bây giờ mình nghỉ 10 phút rồi trở lại.